Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft Crazy Craft nha. Và ở tập trước mình có sử dụng một ít cái Miner Cream á để mình có thể đào bới phía dưới khu vực, nhưng mà mình vẫn chưa có một cây cúp gia tài, cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cây cúp gia tài nhá. Và vật liệu để làm cây cúp á thì mình sẽ sử dụng cái Amethyst này nè, tại vì mình chỉ còn 3 cái vừa đủ để làm một cây cúp luôn, và nó có tới 13 sức tấn công lận, rảnh dùng nó để chiến đấu cũng được. Và mình đã sử dụng một ít level của mình á để enchant cho số sách trong này nè, và chỉ có đúng duy nhất một quyển gia tài 3 thôi, nên mình sẽ ép nó vào cây cúp nhá. Rồi, vậy là cúp mình đã có được gia tài 3. Ôi vậy là mình nhìn nhầm rồi. Thôi mình sẽ ép cái hiệu suất 4 này vào cây cúp cũng được. Nó vậy là cúp mình gia tài 3 và hiệu suất 4 luôn. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại cái khu vực đào mỏ của mình để khai thác những cái quặng ở phía dưới nha. Nhưng mà khoan đã, giờ thì mình cần lấy một cái quặng mẫu, đó chính là cái quặng sắt đen các bạn ơi. Đây Black Iron này, giờ mình sẽ lấy quặng này để làm mẫu. Mình sẽ kết hợp nó với cái khối sắt đen và một cái bản đồ trống để dẫn tới thế giới Wakanda. Giờ thì xuống dưới và đi tìm những cái vật liệu cần thiết thôi. Và đó, trong thời gian mình cũng có đào ra một cái đường mới nè để mình có thể dễ dàng khai thác hơn. Tính ra cái cây cúp này nó cũng không đào nhanh cho lắm ấy. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao đây cũng là một cây cúp có sức tấn công cao mà, thỉnh thoảng dùng nó để chiến đấu cũng được. Giờ thì mình cần tìm cái quặng sắt đen trước đã. Cái này không phải quặng sắt đen. Quặng sắt đen khác. Cái này là... silicon chứ không phải than hả? Nhìn khá là giống than luôn á. Cái này không phải sắt đen luôn. Hôm trước mình gặp nguyên một khu có sắt đen mà ta. Đâu mất tiêu rồi. Sắt đen. Nhìn cái khói coi cái khói nào giống giống ta. Nhiều khoáng sản quá, nhìn cũng hơi hoa mắt một xíu. Rồi, như bị lạc thiệt rồi. Cái này đúng không? Không, cái này không phải luôn. Ủa, đâu rồi ta? Nè, nó nè. Từng cái buổi trời mới gặp được. Và mình chỉ được có 7 quặng thôi. Có lẽ cái quặng này khá là khó tìm á. 8 quặng rồi nè. Rồi, cố lên. Được 13 quặng rồi. Còn nữa không? Đây còn nè. 14. Cái này là quặng khác rồi. Mãi một khu chỉ có 14 quặng thôi, khá là ít á. Để coi nào, cái này thì cần khoảng bao nhiêu cái khối đó ta? Mình cần khối tới 3 khối lận. Cần phải 27 cái quặng sắt đen thì mới đủ á. Như đây nè, đúng không? Nó nữa nè. Rồi, được 16 rồi. Mình sẽ tìm một ít nữa để có thể đủ về chế tạo hẳn 3 khối sắt đen nha các bạn. Rồi, cuối cùng thì cũng đã đủ rồi. Và tiếp theo thì mình cần tìm những cái purple crystal. Đây, purple crystal đây. Lấy về thôi. Nãy giờ mình được cái này là được 10 rồi đúng không? Cái này thì cần 4. Vì là mình cần phải lấy 36 cái purple crystal sát về á. Rồi giờ thì mình sẽ cố gắng lấy hết mấy số còn lại trong cái đường này nhá. Rồi, thế là mình đã đủ những cái purple crystal rồi. Kế tiếp thì mình sẽ sử dụng những cái miner cream mà mình chế tạo còn thừa nè, để mình dùng nốt luôn nhá, sẵn đó mở thêm đường. Đây nè. Thì ra đây là cái quặng giúp mình có thể triệu hồi ra một con gà nè. Chicken orc. Giờ mình sẽ thử đập ra coi cái này nó có gia tài á, không biết nó có ra hai con gà không nữa. Vẫn là một con gà hả. Và nó rơi ra cái chicken bone. Cái này thì mình có thể chế tạo được một cái chicken chest. Rương gà hả? Hay á, thôi để mình sẽ tạm thời để dưới này đi. Khi nào cần nè. Nguyên một rất là nhiều luôn. Và xương gà thì thỉnh thoảng nó mới rơi ra thôi, chứ không phải quặng nào nó cũng rơi ra các bạn ơi. Chắc là nó có tỷ lệ hay sao ấy. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại cái chỗ ban đầu. Và trong này thì còn rất là nhiều những cái quặng khác nữa. Muốn cần loại nào thì cứ đem một cái block mẫu xuống dưới này và tìm thôi. Rất là tiện luôn á. Và những cái purple crystal này còn rất là nhiều nè. Tha hồ mà lấy luôn. Rồi tới chỗ bắt đầu rồi đúng không? Giờ thì mình sẽ sử dụng cái Miner Cream. Đó, một đường. Và cái đường này nó cũng khá là xa. Và mình còn tới 7 cái lần nè. Để coi được bao nhiêu kim cương nha. Cái này là... có kim cương. Đây một chỗ nè, để coi kim cương thiệt hay giả. Kim cương thiệt các bạn ơi. Rồi đi tiếp.
Tính ra cái chỗ này nó không nhiều kim cương cho lắm nha. Nhầm chỗ có 2-3 chùm kim cương luôn. Ủa cái này cũng là kim cương thiệt. Giờ đi mai gặp kim cương phải kiểm tra coi thiệt hay giả nữa. Thiệt tình mấy con kiến đỏ luôn á. Mình không biết cái hang nó ở đâu các bạn ơi. Để tiêu diệt nó luôn. Và hình như kiến đỏ trong đây nó còn có cả một cái vương quốc riêng nữa. Vương quốc kiến đỏ. Để khi nào mình mạnh mạnh một xíu đi thì mình sẽ xuống dưới cái vương quốc kiến đỏ để mình tiêu diệt cái mấy con boss ở phía dưới nha. Đấy, chỗ này khá là nhiều khoáng sản nè. Còn 5 cái để mình dùng nốt luôn coi. Ôi, có hang nữa. Cắm cái đuốc lên mới được, trong hang tối lắm. Cắm cái đuốc lên nè. Wow, rồi tiếp tục sử dụng Miner Cream. Wow, kim cương trước mặt luôn. Kim cương thiệt nha, tốt tốt. Và mấy cái quặng tím tím này hình như là mình có mẫu sẵn rồi, nên giờ mình sẽ không cần lấy nữa. Tới hồ lava thì bắt buộc mình phải sử dụng cái xô nước rồi. Đây. Ồ, cái này nó... Úi, tràn rồi. Ồ cái này nó hay một cái là nó chặn không cho lava tràn vô luôn các bạn ơi. Khá là tiện cho mình á, đỡ phải dùng block để chặn lại. Đó như vậy nè, không sợ nước tràn vô luôn. Công nhận Miner Cream này hay á. Rồi giờ thì mình sẽ dùng nốt 4 cái Miner Cream còn lại nhá để mở thêm đường. Ồ. Mình đi tới một chỗ gì rồi nè, hình như Tron Âu hả? Ui một cái công trình gì đó. Ui con zombie nó được cường hóa lên kìa. Ui, nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Ui, thấy mình hả? Ủa đây là đâu ta? Đừng nói là Stronghold nha. Một cái rương cho con bé mực và một ít cái khoáng sản thôi. Ủa tự dưng ở đây có một cái công trình gì lạ vậy? Kỳ lạ thiệt á. Để coi hướng bên này coi còn đường khác không nhá. Có vẻ có một chỗ này thôi hả? Ủa, kỳ lạ thiệt á. Bên đây cũng đâu còn đường đâu. Ồ. Thôi kệ đi, thôi kệ đi. Giờ không bận tâm cái đó nữa. Mình sẽ tiếp tục sử dụng ba cái Miner Cream cuối cùng này để đào thêm một cái đường. Sau này chúng ta sẽ xuống và khai thác khoáng sản nhá. Ủa cái đường này nghèo vậy. Ui. Chưa 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 cái block này mình chưa nhặt nè. Ủa block gì ngộ vậy ta? Khá là... Ui lốc độc lốc độc. Ồ, trong đây nó có một vài cái block á là nó sẽ có độc các bạn ơi. Nên phải cẩn thận khi mà nhặt mới được. Nó khá là giống cái block màu xanh lá cây hôm bữa cũng nhặt vô là nó bị dính độc hả. Công nhận mấy block này mạnh thiệt á. Nè nè block này nè cũng dính độc nữa nên phải lưu ý. Ủa cái này giống kim cương giả vậy ta. À không, cái này là kim cương nó mọc cạnh nhau thôi, tưởng đâu kim cương giả chứ. Kim cương giả mà nhiều vậy chắc tiếc lắm luôn á. Rồi đi tiếp một đường nữa thôi nào. Và chỗ này thì kim cương nè. Rồi khi nào cần kim cương thì mình chỉ cần nhảy xuống đây và sử dụng cái cúp gia tài mình mới sở hữu để khai thác ra thôi, rất là tiện luôn. Và cái cuối cùng nào, cái cuối cho nhiều nhiều xíu nhá. Boom. Cái này thì cũng tạm thôi, chủ yếu là những cái quặng redstone này, quặng than là cơ bản rồi các bạn ơi. Và cái quặng này là quặng gì đây? Cái này là titanium. Vậy là hết rồi. Hình như đây là khu mỏ bỏ hoang luôn. Ui cuối đường mình còn gặp được cái khu mỏ bỏ hoang nữa nè. Ây ui, ui suýt nữa thì rơi xuống lava rồi. Wow. Một xíu nữa nếu rảnh thì mình sẽ xuống đây để khám phá khu mỏ bỏ hoang coi có gì nhá. Còn giờ thì chắc mình sẽ trở lại cái ngôi nhà của mình thôi. Mình vừa ra ngoài để tìm thêm một ít mía về chế tạo bản đồ các bạn ơi. Và số sắt đen mình đã nấu xong rồi nè. Giờ thì mình sẽ lấy ra và nén nó lại nhá. Đây, được 27 rồi. Nén lại và mấy cái bubble crystal mình cũng đã nén nó từ trước ấy. Giờ thì mình chỉ cần chế tạo ra một cái bản đồ thôi. Công thức thì mình cần phải có một ít cái giấy và đặt vào. Hay là phải có một cái la bàn nữa ta? Hình như là cần phải có thêm một cái la bàn ở giữa hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái la bàn xem như thế nào. Rồi, sắt ở xung quanh và cho vào giữa coi. Hy vọng là được. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ thì mình sẽ ấn vào công thức thôi. Đây, Wakanda map. Ten ten. Và mình cần phải đặt nó ở một cái vùng Savannah hoặc là khu rừng á. Savannah thì chắc dễ rồi. Mình sẽ dịch chuyển tới một nơi này đi. Hình như đây là Savannah đúng không ta? Hình như đây mới là Savannah nè. Rồi, dịch chuyển một cái. Ui, nhầm rồi. Rồi, tới Savannah luôn. Ui gần cái ngôi làng luôn nè. Hy vọng là dịch chuyển được. Rồi đi thôi.
Ồ, nó lót địa hình rồi nè. Để coi nào. Không biết dưới này nó như thế nào nữa các bạn ơi. Hy vọng là đừng có nhiều quái vật mạnh quá. Tại vì giờ đồ mình còn yếu xìu à. Không đủ để chiến đấu với những cái con quái vật quá mạnh đâu. Ồ, đây là một khu rừng hay sao ấy. Và ở đây có những cái ngôi nhà hay công trình gì nè. Ồ, cái này giống như là ngôi làng vậy đó các bạn. Ui, còn có tiếng chim kêu nữa chứ. Ồ, đây này. Ồ, nhà của bác Tờ Ràng à. Ồ, nhà bác Tờ Ràng ở dưới thế giới Wakanda này. Đã vậy. Ồ, không, mà không. Cái đây là cái mẫu nhà ở đây thôi, chứ không phải nhà của bác Tờ Ràng đâu. Ồ, như là đây là một ngôi làng rồi. Ui, ngôi làng to cực. Nhưng mà không có rương trong nhà này mới khổ cho mình đó chứ. Vậy gì thì giờ mình cần phải biến thành một cái con chim đi để mình có thể dễ dàng bay lượn hơn. À, một con bướm chứ nhầm. Rồi đi tìm xung quanh coi có boss ở đây không nhá. Ồ, dưới đây là nguyên một cái khu rừng ha, rất là lớn, cũng như là khu vực savanna này. Ở đây có bò cũng như là hình như đây là người dân dưới này đúng không. Wow, vibranium đổi dùng để đổi táo hả? Hình như vibranium là tiền tệ, đơn vị tiền tệ ở dưới Wakanda các bạn ơi. Và ở đây họ chủ yếu ăn bò hay sao? Toàn là bò không kìa. Ủa gì, ở đây không có quái vật hả? Mình thấy rất là yên bình luôn, bầu trời thì trong xanh, không có mây nữa. Ồ, chắc vậy rồi, và người dân sống đây rất là đông đúc luôn nè. Và bò thì rất là nhiều, không lẽ, lẽ đây là thế giới của bò ta? Rồi vậy làm sao mình có thể trở về nhà đây? Hay là đặt xuống dưới một lần nữa? Ờ, mình nghĩ nếu mà muốn trở về nhà thì mình cần phải đặt xuống dưới vùng đất này nè một lần nữa thì mới được á. Nhưng mà giờ thì mình sẽ đi khám phá trước cái đã. Ồ, đi một lúc thì mình mới thấy được những con ong nè các bạn ơi. Giờ chắc mình sẽ biến hình thêm một lần nữa đi. Biến thành con Matisse á thì mình sẽ có nhiều máu hơn. Đây. Ồ, cẩn thận. Rồi, giờ thì chiến đấu với con ong này thôi. Ong hả? Ông nè, ông nè, ông nè. Ui, bay cao vậy, bay cao. Ui. Rồi, tiêu diệt được rồi và rơi ra đường cũng như là những cái loại hoa thôi. Con này có quánh mình không? Ủa, mình nhớ ông sống theo bầy đàn mà ta. Nếu mình đánh một con thì sẽ tấn công mình. Ui, đúng rồi nè. Nó đây mới là đặc tính thật của con ông ấy. Mình mà chọc giận một con thôi là cả đàn bay vào quánh mình. Ui, chết rồi. Mình bị đốt nhiều quá, bị có độc rồi các bạn ơi. Ai du, ai du. Thôi, không đụng vô nữa. Giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Và mình bắt gặp thêm một cái ngôi làng nữa nè. Vậy là ở dưới thế giới này không có nhiều quái vật mạnh rồi. Ui. Ô, Skeleton ở đây ngầu cực luôn. Có dẫn thêm ngựa xương nữa nè. Được, tiêu diệt luôn nào. Không biết mà. Ui. Skeleton ở đây bắn ghê lắm. Ok. Bắn ghê hả? Ui. Kìa, bắn liên tục luôn á. Da bắn như liên thanh vậy. Hình như mình to nên dễ bắn trúng hay sao á. Để mình biến nhỏ lại coi. Bắn ai vậy? Ui. Hung hăng nè. Hung hăng nè, này thì bắn mình hả? Ồ, và ngựa xương rồi. Đây đây đây, ngựa xương đây. Để coi coi mình có thể thuần phục không. Ôi, có vẻ ngựa xương không thuần phục được rồi. Với lại ở đây thì mình làm sao có thể mang về thế giới bên kia được. Vậy là cái khu vực này không có quá. Ui, nhà này có vàng. Ý, xin về. Vàng thiệt luôn. Tuyệt vời. Vậy là trong đây thỉnh thoảng có những cái ngôi nhà có vàng các bạn ơi. Chắc mình sẽ tìm những cái ngôi nhà đó để lấy vàng về để sử dụng nhá. Và vậy là ở đây không có quái vật thứ dữ rồi. Tưởng đâu có thể trạm trán được những cái con quái vật thứ dữ ấy. Nhưng mà ai dè. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về nhà bằng cách ấn vào đây một lần nữa. Ui. Ui, mới trở về thôi mà bị quýnh thôi. Chạy. Ui, creeper gì kỳ vậy? Laser creeper. Ô, mới trở về thôi đã bị mấy tên kia quýnh rồi. Ui, đừng có chí nữa anh bạn. Ui. Ui, một tên nữa. Ui, mới về đã bị dọa rồi. Hồi nãy mình gặp một con creeper laser nè, để mình tiêu diệt nó luôn. 40 máu hả? Và rơi ra những cái laser creeper. Ui, chưa, từ 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 từ
Laser Creeper Plasma. Cái này dùng để bắn hả? Ủa nó xoay xoay nhìn đẹp ghê luôn á. Ủa cái này dùng để làm gì đây ta? Cái này mình chưa biết dùng để làm gì, nhưng mà gần đây nó còn có một cái tàu thành nữa nè. Wow, tàu thành bự cực luôn. Wow, được 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 á, một xíu thì mình về ngủ xong á, mình sẽ trở lại đây để khám phá cái tòa thành này nhá. Có vẻ cái này khá là bự nè. Rồi giờ mình sẽ về để nghỉ ngơi một xíu nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và trở lại đây, và mới để ý là cái này giống như cái tòa tháp hôm trước mình đánh rồi, cho nên giờ chắc mình sẽ không đánh thêm nữa đâu, tại vì trong này nó không có đồ tốt các ông ơi, toàn là đồ dởm không ha. Và hiện tại thì mình đang biến hình ở dạng một con ong nè. Cái miệng còn có cái răng cạp cạp nữa chứ. Và ở đây thì vẫn là cái vùng sa mạc thôi, có vẻ xung quanh cái chỗ mình ở toàn là vùng sa mạc thôi à. Giờ thì mình cần đi về hướng tây một xíu nhá. Đúng hướng tây chưa? Đây hướng tây đây, đi thẳng về hướng tây. Mình sẽ đi mở về mỗi hướng ấy để cho bản đồ mình có thể dễ dàng quan sát những cái khu vực xung quanh hơn, và sau này định hướng được mình sẽ khám phá về hướng nào ấy. Và bên đây là một cái tòa tháp nữa hả? Đúng không? Một cái tòa tháp nữa. Và thông thường những cái tòa tháp như vậy ở dưới lòng đất á, sẽ có những cái công trình giống như là căn cứ của mình vậy đó. Và ở đây mình phát hiện một cái ô này giống như là... Mới tin này được nha, giấu đồ ở ngoài luôn. Wow, giờ mình mới để ý á. Ocelot Bed nữa nè, cho mình khả năng nhìn trong bóng tối. Wow, và làm sợ được con Creeper luôn. Ủa cái này tiện nè, mình sẽ mang theo Bed này. Rồi, và lấy một ít mấy cái nước ghét thì chắc mình sẽ không cần lấy đâu. Giờ thì... Ui đây nữa nè, Bed heo. Cho mình khả năng chống đói hay sao ấy. Kim cương thì mình sẽ lấy một viên thôi. Vậy là xung quanh đây nó giấu rương các bạn ơi. Rồi một xíu mình về mình phải kiểm tra xung quanh nhà mình mới được. Và đây là cái hang kiến đúng không? Hình như mình cũng có thể vào thế giới kiến hay sao ấy. Và mình phải biến thành người. Ui chết rồi. Ui chết rồi, mình đập hư hổ kiến rồi. Được rồi, kiến đi ra. Nhiều kiến trong bên đây vậy. Ủa? Hay là phải ấn vào con kiến? Chắc là tại mình chưa biết cách để vô á. Nhưng mà thôi kệ đi, giờ mình sẽ mang cái ổ kiến này đi luôn. Giờ thì tiếp tục đi khám phá thôi nào. Đi một lúc thì cuối cùng mình cũng đến cái vùng đồng bằng rồi. Đây là vùng đất lý tưởng để mình có thể tìm được những cái công trình. Nhìn chỗ này quen quen á ta. Ủa chỗ này... Một tòa tháp trên không nữa kìa. Và phía dưới là một ngôi làng. Được á, để mình lên tòa tháp này coi. Wow, có nước chảy đồ, nhìn đẹp vậy ta. Trong đây có một ai đây nè. Để mình vô mình thăm hỏi coi. Anh này có vật... anh này chắc là một YouTuber nữa rồi. Mấy cái người mà có khả năng trao đổi như vậy thông thường là YouTuber các bạn ơi. Và đây là có một cái cây gậy thật là tuyệt vời, có khả năng áp lực ở dưới nước hả? Ui, kiến đỏ. Như hang kiến đỏ mình mới có thể vô được hay sao ấy. Ui, chết rồi. Ui, mình lỡ đập cái ổ kiến rồi. Ui. Ui, mình ấn vô con kiến mình tới đâu rồi nè. Ui, đây là một thế giới khác nữa hả? Như đây là chính là thế giới của kiến đỏ nè. Và trên kia hình như là con khủng long đúng không ta? Nhìn sơ qua rất là giống khủng long luôn. Ui, xong mình rồi, thế giới này nhìn nguy hiểm vậy. Để mình kiểm tra coi có phải là khủng long không nhá. Bionis, con này như là một con khủng long rồi. Để mình tiêu diệt luôn. Tiêu diệt những người nè. Tiêu diệt những người nè. Chịu thua đi. Rồi, và rơi ra gì đây? Tiêu diệt một con khủng long thì lại rơi ra thịt bò. Kì á. Rồi, giờ đi tiếp về hướng bên này. Wow, thế giới này còn có khủng long nữa hả? Không biết có rồng không ta? Ở chỗ mình ở lúc đầu á, thì còn có cái con rồng The Wing ấy. Mình hôm trước mình lỡ triệu hồi nó ra từ một cái Lucky Block. Còn không biết dưới thế giới này thì sao nữa. Ui, ở đây có rất là nhiều nhân vật Steve nè. Ui, một cái kim tự tháp. Mà khoan, hình như đây là một cái công trình gì đó chứ không phải kim tự tháp bình thường đâu. Có cái khói hắc diệm thạch ở phía trên nè. Rồi, giờ thì đi vào bên trong thôi. Cẩn thận mới được á. Ở dưới thế giới này thế vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Cầu thang sâu lắm luôn á. Ồ, đây chỉ có sắt thôi. Vậy là mình tốn công đi mòng mòng nãy giờ.
Đây chỉ là chỗ chứa sắt thôi hả? À. Hồi nãy mình nghe tiếng mấy con skeleton ở đâu á. Rồi mình sẽ lấy khoảng 20 đi, rồi mình sẽ trở lên trên nhá. Lỡ đâu một hồi mình cần sắt để chế tạo một cái gì đó thì sao? Rồi giờ đi lên trên thôi nào. Di chuyển lên trên. Ui ui nhầm nhầm. Đây, ui. Ui. À được rồi nè. Ây da yêu, mắc kẹt mắc kẹt mắc kẹt. Ở dưới thế này, dưới này cũng khá là khó đi dịch chuyển á, mình sẽ dịch chuyển cao cao một xíu đi. Tầng 90 nè, đó 90 thì được. Rồi giờ thì đi tiếp thôi nào. Và ở dưới thế giới này á, mình không thể nào dịch chuyển một phát về nhà mình được đâu. Tại vì đây là một vùng đất khác luôn á. Vậy là mình bắt buộc phải tìm một cái hang kiến đỏ rồi. Không biết dưới thế giới này có kiến đỏ không ta. Lỡ mà không có kiến đỏ là mình mắc kẹt ở đây mãi mãi luôn á. Mình không muốn bị lạc ở đây đâu. Ui, ở đây nước còn chảy lênh láng nữa. Và có lẽ có vẻ ở đây không có quá nhiều quái vật xịn các bạn ơi, nên chắc cũng không sao đâu. Nãy mới vô mình gặp một con khủng long hơi sợ sợ, nhưng mà ở đây chủ yếu là mấy con bọ với mấy cái tên Steve không à. Mấy con bọ này có quánh mình không ta? Không, con này nhìn kỹ khá là giống con chuồn chuồn, đúng rồi. Ravenfly nè, con chuồn chuồn. Rồi mình sẽ tiêu diệt một con luôn để có gì mình còn biến nữa. Chịu chết đi. Rồi. đi tiếp thôi. Quánh mình hả? Coi có quánh mình không? Ủa cái này con gì nè? Ủa cái này cục đá. Tưởng đâu cái con gì không chứ. Rồi đi tiếp. Ủa ở đây tự nhiên có một khu vực nhìn khá là lạ này các bạn ơi. Tự nhiên có mấy cái chỗ cát này là sao? Ồ như là một công trình á. Xuống dưới thử. Rồi biến thành người rồi thôi. Và tổm. Ồ ai đây, chỗ có ai đây? Ui. Ủa mấy cái tên này mình gặp dưới Nether mà. Ăn con cá vô, ăn con cá vô để có khả năng kháng lửa thôi. Ăn con cá ngay mặt trời này nè các bạn ơi. Đó, miệng nhiễm sát thương lửa liền. Giờ chiến đấu thôi nào. Và mình cần phải cố gắng đập cái spawner nó càng sớm càng tốt. Có con play nữa nè. Ai vô, nguy hiểm đó. Ui, triệu hồi ra thêm nữa hả? Đông quậy. Ai vô. Ui, chết rồi, mình bị quánh hội đồng rồi. Không biết mình có thể chiến đấu nổi với đám này không nữa. Đông thật sự luôn. Rồi đập spawner nè. Rồi nghỉ chui ra nha. Giờ thì mình chỉ cần tiêu diệt nốt cái đám này thôi. Và đằng kia còn mấy cái spawn của cái con play á. Không, không sao đâu, từ từ mình sẽ đập hết. À, nó mới nhớ hình như con play có khả năng kháng lửa hay sao á. Đúng rồi nè, con play có khả năng kháng lửa mà còn bay được nữa. Rồi, vậy là giờ mình có thể miễn nhiễm với sát thương lửa rồi mà còn bay được. Tuyệt vời. Rồi tiêu diệt hết đám này thôi. Đám này dai thiệt. Tiêu diệt nãy giờ mà vẫn chưa hết nữa. Vũ khí của mình hiện tại vẫn còn khá là yếu á, nên mình cần phải tìm một vũ khí mạnh hơn. Nhưng mà hầu hết những cái đồ mạnh thì nó đều nằm ở trong boss thôi à các bạn ơi, nên phải cố gắng tìm boss mà tiêu diệt. Và rất là nhiều những cái khối redstone nè, mình có thể nhặt mang về và chế tạo Dream Miner. Ui đông quá, mình cũng lười đánh lắm luôn á. Ở đây có quả cầu lửa và lava legend. Ồ, mình có thể lấy về nè một set đồ. Tuyệt vời. Ôi đủ bộ luôn á. Sẽ vứt bớt tiền đi, tiền thì chắc không cần thiết trong khu vực này đâu. Chịu thua đi. À quên, đập spawner trước, mãi là chiến đấu. Rồi đập spawner cho nó nghỉ spawn ra trước. Đằng kia có mấy cái quặng gì kìa, để mình biến thành công lay, mình dịch chuyển lên nẵng coi. Đây biến thành công lay. Rồi lại đây coi, đây là tổ ong. Wow, tổ ong lộ thiên luôn. Và mình sẽ đập spawner trước. Ui, rất là nhiều ông là đằng khác. Ai da. Ui, ông tấn công. Ông mà chích nhiều quá là mình sẽ bị dính độc ấy các bạn, nên cũng phải cẩn thận. Rồi, tiêu diệt. Ui, xuống dưới dưới này còn ổn rồi, ở đâu cũng tấn công hết á. Tập spawner ra. Rồi, kiểm tra. Ui, ghê quá. Ô, một cái áo giáp. Một cái nón. Ui, xích nữa thì... Ôi, chịu hồi ra con ong nữa. Còn cái kệ chắc không cần đâu. Một cái quần, rồi một cái ủng nữa thôi. Buồn vậy. Một cái kiếm nữa nè, 10 sức tấn công. Kiếm thần tiên. Ây da da, ông tấn công nữa. Ông nè. Ui, ông tấn công cho bầy đàn ghê quá. Mặc dù mỗi phát bắn không đau, nhưng mà tấn công nhiều con thì sẽ đau á các bạn. Ây du. Ây da, mấy con nhỏ này. Con nhện ngoài hành tinh này phiền ghê luôn á. Và rơi ra một cái giống như cái chìa khóa nè, nhặt vô. Một ít cái mảnh vỡ gì đó.
Creeper Chili Crystal Shard. Không biết công dụng nó để làm gì. Ui, bình tĩnh bình tĩnh. Mình có đồ ổn rồi, vậy là mình full được một set đồ nữa rồi. Rồi ổn rồi đó. Mình xuống đây mình cũng có thể thu thập được những set đồ khác các bạn ơi, mang về rồi sử dụng. Ui, con Creeper cưỡi một con khủng long nè. Con này là con T-Rex 1000. Ai da. Ui, mình quýnh một phát chết queo con kia rồi. Rồi, giờ mình đã có thể biến thành một con T-Rex người máy hồi nãy luôn á. Vứt cái này ra, nhặt cái mảnh hồi nãy rơi ra coi. Rồi, giờ thì mình sẽ biến thử thành con T-Rex xem như thế nào nha. Coi coi, biến thành khủng long luôn á. Wow, đó, mình thành một con khủng long T-Rex rồi nè. Và giờ thì mình đã bị kẹt luôn mất tiêu rồi. Đặt cái này ra coi, bị vướng rồi. Hay là nó không cho mình biến thành con đó ta. Ồ, kỳ lạ thiệt. Để mình biến thử thêm một lần nữa nè. T-Rex biến hình. Ten ten. Đó, lần này thì được rồi nha. Hả? Mà đi thì lại bị giật giật nữa rồi. Ồ, kỳ nha. Không cho người ta biến thì nói đi. Cứ giật giật vậy. Khó chịu ghê luôn á. Thôi kệ, giờ thì biến thành con play và tiếp tục khám phá. Xung quanh đây. Ôi, quá giật cứ giữ không à. Con bướm khổng lồ. Ồ, con bướm rất là bự luôn. Tiêu diệt con bướm nè. Bướm mà bướm, bướm mà bướm. À, con bướm này gây sát thương bằng những cái quả cầu lửa thì sai rồi. Đánh cận chiến thì giết mình được chứ bắn vậy thì làm sao mà giết mình. Tiêu diệt con bướm. Con bướm à, con bướm nè. Một hit nữa thôi. Ui, nhiều bướm con vậy. Giết có một con bướm bự hơn ra quá trời bướm con luôn. Rồi ra những cái Moscow. Cái này có thể chế tạo đồ hả? Vậy là mình sẽ nhặt về đi. Có gì thì mình sẽ chế tạo một set đồ sau. Ôi, giờ ban ngày hy vọng là quái nó sẽ ít spawn ra hơn á. Rồi nhặt nè. Được 20. Cần thêm một ít nữa thì mới đủ để chế tạo full set đồ. 24 lần á. Đây còn nè. 22. 23 và một cái cuối cùng. Cố lên, cố lên. À đây, 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 24. Đó. Vừa đủ luôn á. Rồi giờ đi tiếp một đoạn nữa coi. Tính ra thế giới này tuy nguy hiểm nhưng mà cũng có rất là nhiều thứ thú vị luôn á các bạn ơi. Nên cần phải khám phá nhiều hơn. Ồ, đây là vùng đất gì nữa nè. Ồ, nhưng mà mình thắc mắc không biết ở đây còn kiến không. Ui, hy vọng cái này là ổ kiến đi. Ồ, nói với mình là ổ kiến đi đúng không. Ừ đúng rồi. Ui, mình sẽ làm dấu ở đây liền. Đây, mình sẽ làm dấu ở đây một cái. Đường về. Đó, lưu lại liền. Cái này là màu cát đi. Cái này là màu xanh của sự hy vọng. Rồi, giờ đi tiếp nè. Giờ là mình có thể về đó các bạn ơi. May quá, may quá. May mà mấy con kiến nó không bị tuyệt chủng ở thế giới này. Nếu không là mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi luôn. Và bên đây coi. Bên đây lại là chuồng chuồng. Vậy là địa hình ở đây chủ yếu là đồi núi thôi á. Nãy giờ mình chưa gặp một vùng đồng bằng nào luôn. Núi non chập trùng các bạn ơi. Và trong đây là chỗ của mấy cái con play hồi nãy nè. Đúng không? Đúng rồi. Đi tiếp một đoạn nữa coi coi còn gặp con quái vật nào xịn khác không nha các bạn. Mình vừa tìm được một cái đường hầm dẫn tới một khu vực có rất là nhiều quái vật lạ nè các bạn ơi. Và dưới này nó còn có những cái rương nữa. Mình sẽ cố gắng đập hết mấy cái con này để có thể lấy đồ trong rương nha. Rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Ui, mình vô trong rồi không biết có quánh lợi đâu không nữa. Mấy con này nó khỏe cực luôn. 100 máu lận. Có tên là What the fuck. Con này tên không biết luôn á, không rõ các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ đập luôn. Rồi, đập spawner nè, không cho nó xuất hiện. Và tiêu diệt con cuối cùng. Đập đuốc lên coi. Đập đuốc lên, đó, sáng rồi. Ui sao. Ô, cái kiếm này mình có thể triệu hồi ra mấy nàng tiên. Ui, nàng tiên vô đây thì làm được gì. Và Ultimate Bow. Ui, một cái cây cung VIP các bạn ơi. Và một cái cây súng nữa. Wow, tuyệt cú mèo luôn. Cây cung này bắn được chưa? Để mình coi coi. Bắn được luôn nè. Wow, bắn thử, bắn thử. Bắn thử nè. Ủa, như nó có dòng vô hạn hay sao ấy. Mình đâu có mũi tên đâu. Và nó bắn cực kỳ nhanh luôn. Mình nhặt được một cây cung VIP rồi. Tuyệt cú mèo. Giờ thì thoải mái mà bắn luôn nè. Ủa chết, nàng tiên đừng có đi vô trọng. Mình bắn chúng á. Ủa sao bị dội rồi. Hình như có con nó phản sát thương cung các bạn ơi. Cái con alien gì á.
Đừng có kêu nữa con mấy tức tên này. Khỏe gì mà khỏe dữ vậy? Giờ mình sẽ dùng cây cúp đi để mình có thể đào một cái đường khác. Đó, đường nãy vô được thì mình sẽ đào đường khác thôi. Ui du ui du. Ui con mỏ nó kìa, nó cạp cạp kìa. Wow. Dám ở đây hả? Tắc quái nè. Tiện trọng quá trời luôn. Rồi. Bắn nè. Ui đông quá. Nó đánh mình là mình bị đẩy lùi á các bạn. Nên phải rất là cẩn thận. Rồi, hình như tiêu diệt được con trùm ở đây rồi. À chưa đâu, còn trên kìa. Nhưng mà mình phải cố gắng đạp spawner trước. Làm liều luôn. Ây dô dô, bị kẹt trong rồi. Đừng ra. Ui, đừng. Nguy hiểm quá. Ủa xuống nước đâu rồi? Ôi, hên. Ủa mấy con này khỏe cực luôn á. Ủa kìa, đồ nó rơi tứ lung tung ở dưới đất rồi kìa. Cái này sắt á, một đống rương lại đây nhặt cũng không hết đâu các bạn ơi. Quái đâu chui ra hoài vậy? Ủa như bên cái chỗ này. Mấy cái đường khác nó còn xuất hiện nữa các bạn ơi. Mấy tên ai làm này mạnh quá. Cái cung ultimate này mà còn sức mạnh vô hạn luôn á, mà còn không thể nào tiêu diệt nhanh được. Phải cố gắng tiêu diệt hết thì mình mới có thể vô đập spawner và lấy đồ được. Nghĩ trong đây còn đồ VIP á. Để mình sẽ cố gắng tiêu diệt hết đám này nha. Cuối cùng thì mình cũng... Ui còn một con. Cuối cùng thì mình cũng dọn xong được mấy cái spawner rồi các bạn ơi. Giờ thì thoải mái mà lướt đồ thôi. Ui kinh nghiệm nó rơi trong này nè. Rồi. Và được một đồ ultimate boost. Wow. Giàu to rồi. Đồ tốt các bạn ơi. Đồ hồng để mình coi nào. Đồ hồng chắc mình sẽ mang về đi. Mấy set đồ lạ thì mình sẽ mang về á. Để không thôi bỏ thì phí lắm. Được cái Bacon. Cái đó thì không cần đâu. Được một cái cung nữa nè. Tốt nha. Mấy bet thì mình cũng sẽ bỏ lại. Tại vì bet mình cũng có thể chế tạo mà các bạn. Nên không cần lo đâu. Rồi cái rương này cho được một cái Nightmare Sword 30 sức tấn công. Tuyệt cú mèo. Sẽ lấy cây kiếm này để dùng tạm đi. Và thay thế cho cây kiếm bên đây luôn. Vứt hai cái này ra. Thay vào bằng hai cây Nightmare Sword thôi nào. Dầu to rồi đó. Rồi. Nhiều đồ quá mình không thể nào nhặt hết được luôn á các bạn ơi. Đây gắn thêm một cây kiếm vào. Wow. Giờ chiến đấu tuyệt vời luôn á. Và bên đây còn một vài căn phòng nữa nè. Để mình đánh nốt luôn nha các bạn. Rồi. Ôi cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi. Thiệt tình thì đánh mấy cái này rất là mất công luôn á. Tại vì mấy con này nó cứ spawn ra liên tục luôn hả. Giờ thì mình đã dọn dẹp hết rồi. Cắm đuốc lên và lấy đồ thôi. Cuối cùng một con nè. Xuất hiện chỗ này hả. Đi ra đi. Rồi giờ mình có được thêm một cái quần ultimate. Và một ít cái bát up popcorn. Cái này dùng để làm gì mình chưa biết nữa. Và cái súng để mình test thử coi có thể bắn được không nha. Wow. Quá trời cung luôn nè. Giờ thì mình sẽ lấy những cái cung này về. Tại vì cung ultimate mà các bạn chế tạo rất là khó luôn á. Ui hình như không chế tạo được luôn nè. Xịn. Rồi lấy về. Amethyst thì không cần đâu. Cẩn thận á, lỡ mình bắn nhầm một phát là banh luôn cái rương là mất hết đồ. Với các bạn chế tạo đi. Kim cương chắc cũng không cần đâu. Dưới mỏ mình còn nhiều mà. Một thêm một cái quần nữa hả? Ok, giờ mình sẽ lấy cái quần rồi mặc luôn đi. Chứ giờ mặc cái đồ kia yếu quá, mình sợ bị quánh chết ở dưới này ấy. Rồi, một thêm một cây cung nữa nè. Giờ mình đã có cây súng này có khả năng phát nổ nên mình sẽ vào đây và tiêu diệt nốt mấy cái con này luôn nhá. Này thì quái vật hả? Ui, cây súng nào không thấm mấy con quái vật này. Ây da, nó chạy ra ngoài là chết mình á. Ui, cô kìa, nó ham me mình rồi kìa. Rồi, cố lên. Giờ đồ như mình khỏe hơn xíu rồi đó. Rồi, đúng rồi, đồ mình khỏe hơn xíu rồi các bạn ơi. Mình sẽ làm liều chui vô trong và chiến đấu luôn. Nó đông cực kỳ luôn á các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa, nó túa ra kìa, như mưa luôn. Cắm cái đuốc lên cho sáng cái nào. Nó còn la nữa chứ, thiệt tình á. Mệt tay với mấy con này ghê. Nó có một điều rất là lạ nha, là nó không thích ánh sáng. Mình cắm đuốc là nó sẽ cạp mất cây đuốc của mình. Thế nên mình không thể nào mà thắp sáng lên được. La làng hoài mấy anh bạn. Đừng có la nữa coi. Rồi vô đây và đập spawner nào. Cho nghỉ spawn ra luôn. Đồ ultimate rồi nên khá là khỏe rồi đó. Ây vô nó đẩy lùi mình kìa. Coi kìa. Đẩy lùi hả? Đẩy lùi thì cũng phải đập thôi. Một cái cuối cùng.
Chịu thua đi, không cho ngươi xuất hiện nữa đâu. Chịu thua đi, chịu thua đi. Ui, chưa bể nữa, chưa bể nữa. Tôi thua hả? Tập đúng lên, tập đúng lên, tập đúng lên. Rồi, hết spawn rồi nha. Rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu hả? Chạy, 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 chạy nè. Cây cung mình bắn như súng máy rồi đó các bạn ơi. Ôi, còn còn mấy tên dưới này tiêu diệt nó luôn. Chết đi, chết đi. Rồi, xong rồi. Giờ thì loot đồ thôi nào. Mình còn thiếu cái áo cũng như cái nón. Hy vọng là rừng này có luôn. Được thêm một cái quần nữa hả? Thôi quần gì nhiều vậy, ít ít thôi. Cho áo với nón kìa. Kim cương và một cái ủng nữa. Ồ, tiếc vậy ta. Không có thêm những cái áo rồi. Ồ, tạm thời thì mặc tạm hai cái này đi. Rồi giờ thì chắc mình sẽ quay trở lại cái chỗ của mấy con kiến ấy. Rồi về nhà thôi các bạn ơi. Chuyến khám phá này tìm được khá là nhiều đồ quý rồi. Nhất là cái quần và cái ủng ultimate này nè. Và cây cung nữa chứ. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mình trở về nhà nhá. Ai, úi. Ủa. Rồi luôn, mình lỡ nhấp vào một cái con kiến bảy màu nữa rồi. Tôi xong rồi, hết bị lạc ở thế giới kiến đỏ và tới thế giới kiến bảy màu. Ui, bị lạc lần hai rồi các bạn ơi. Ok, tạm thời thì mình sẽ định cư tại ngôi làng này đi. Rồi mình sẽ tìm cách khác để trở về nhà nha các bạn. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến khám phá ở dưới thế giới Wakanda cũng như là thế giới của kiến đỏ rồi. Và hiện tại thì mình đang bị lạc ở thế giới của kiến bảy màu. Nhưng mà không sao, mình sẽ tìm cách để trở về nhà sau nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.